Hôm nay, linh cữu của đại tá phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy đã được di quan về Quyền Lai Dung tỉnh Đồng Tháp để bắt đầu lễ truy điệu tại quê nhà. Ngay từ sáng sớm thì đông đảo đồng đội, cán bộ chiến sĩ và người dân đã tập trung về hội trường Ủy ban nhân dân huyện để đợi đón ông về. Người thương binh này đã đến từ rất sớm để đón anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy trở về. Trong chiến tranh, mỗi người một chiến trường nhưng cùng chung nhiệm vụ. Hòa bình về, ông và ông Bảy là hàng xóm láng giềng, cùng tham gia các hoạt động địa phương. Nhưng hôm nay, người lính già ngậm ngùi vì đợi đón trở về là linh cữu của người đồng đội. Anh Bảy thì đi tập kết Hà Nội, còn chúng tôi thì ở tham gia địa phương quân của huyện Lấp Vò. Thì chúng tôi thì cũng có nhiều người, nhưng mà cũng hò hẹn với nhau, cũng định kỳ là hơn tháng rồi gặp nhau. Nhưng mà trong cái dịp này, một người con của quê hương bây giờ vắng mặt thì nói chung thì ai cũng đau xót hết á. Riêng tôi thì cũng vậy thôi. Cũng như ông Sanh, từ sáng sớm đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận cũng đã tập trung về đây để đón linh cữu ông Bảy phi công trở về. Đó là những người hàng xóm, những người đã cùng ông xây cầu làm đường, những con người rất gắn bó với ông như một phần gia đình. Mười một giờ, lễ viếng và lễ truy điệu đại tá phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy đã trang trọng diễn ra ngay tại quê hương ông. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cùng các cấp các ngành tỉnh Đồng Tháp đã đến dâng hương tưởng nhớ ông Nguyễn Văn Bảy. Có lẽ quyển sổ tang này không thể nào lưu lại hết những tình cảm và lòng kính trọng mà dòng người đến viếng, những dòng chia sẻ đông đầy cảm xúc với cả hình ảnh kỷ niệm của những đồng đội năm xưa. Trong dòng người đến gặp mặt và tiễn đưa ông Bảy còn có những người nông dân chân chất, những người khách phương xa, và có cả những em học sinh chỉ biết ông qua bài học lịch sử. Dạ, sáng nay là vừa học xong là hay tin ông Bảy về đây, lại đây viếng thăm ông Bảy. Ông Bảy như là một người cha của chúng em, là một tấm gương sáng để chúng em noi theo. Thì qua cái hình ảnh cũng như tấm gương của vị anh hùng này thì tôi muốn nhắc nhở thế hệ con em của chúng ta phải nhớ đến những người đã đi trước, đặc biệt là có những cái đóng góp rất là to lớn cho cái tổ quốc, cho quê hương. Sau khi linh cữu ông Bảy trở về quê hương và lễ truy điệu tại nhà tang lễ bắt đầu, bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa dai dẳng. Nhưng cơn mưa này vẫn không ngăn được dòng người vẫn tiếp nối đến đây để gặp mặt người lính già lần cuối. Lễ viếng anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy sẽ diễn ra cho đến 10 giờ sáng mai ngày 27 tháng 9, sau đó sẽ di quan linh cữu của ông về an táng tại quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp.